Chào mừng quý vị và các bạn đến với những trận đấu hay nhất của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn trận đấu trong khuôn khổ vòng 6 của giải Giáp Cấp Liên Tái Trung Quốc. Trận đấu giữa Mạnh Phồn Duệ đến từ Kinh Ký và nhân vật hết sức quen thuộc với chúng ta, ông vua cờ giang hồ Lưu Tông Trạch. Lưu Tông Trạch sinh năm 1966 đến từ Hồ Bắc, biệt danh là Ngạc Châu Lưu Sư Trưởng, nhân vật chính trong bộ Tứ Mã Giá Xa huyền thoại. Anh Trạch giải này thi đấu cho Chiết Giang 2, là đồng đội của danh thủ Nguyễn Thành Bảo, vua cờ vua hoa, các kỳ thủ Khâu Đông, Trần Tinh Vũ, Trần Hàn Phong. Mạnh Phồn Duệ sinh năm 2008, năm nay vào top 8 Trung Quốc và được tấn thăng đại sư. Em là học trò của lão sư Diêm Văn Thanh và là kỳ thủ được đánh giá là số 1 Trung Quốc trong nhóm U20 tại thời điểm hiện tại. Đây được coi là cuộc chiến giữa thế hệ măng non mới nổi của kỳ đàn và danh thủ hàng đầu giang hồ Trung Hoa. Cuộc chiến giữa sức trẻ được đào tạo bài bản và kinh nghiệm xa trường hàng vạn trận của lão tướng Hồ Bắc. Xin mời các bạn đến với những diễn biến chính của trận đấu này. Ở trận đấu này thì Mạnh Phồn Duệ được quyền đi tiên. Em đi pháo 2 bình 5, mã 2 tấn 3, mã 2 tấn 3 và voi 7 tấn 5. Ở trong trường hợp này, nếu như mà anh Trạch đi không lên tượng mà đi pháo 8 bình 6 sau đó khởi ngựa thì sẽ là thế trận trung pháo đối với phản cung mã mọi người nhé. Xe 1 bình 2 và xe 9 tấn 2. Đây là một thế trận mà giang hồ gọi là Tây Thạng Quyền, đối mặt với Mạnh Phồn Duệ, một kỳ thủ trẻ được đào tạo bài bản. Anh Lưu Thông Trạch đã quyết định sử dụng thế trận giang hồ của mình, hầu mong rằng với cái sự trí trá của thế trận giang hồ này, anh ta sẽ giành được ưu thế. Ở trong cái hình cờ này, nếu mà đối mặt với thế trận giang hồ này thì sẽ có hai biến chính, thưa các bạn. Mình cũng nhân tiện chia sẻ với các bạn luôn, bởi vì là chính chúng ta khi thi đấu cờ sẽ gặp phải cái thế trận này, và nếu như không khai thác chính xác thì sẽ dễ bị phản tiên. Trong trường hợp đến đây có hai phương án. Phương án thứ hai đó là pháo 8 tấn 2. Đang do chạy pháo 8 bình 1 bắt chết xe, binh 9 tấn 1, mã 8 tấn 7, pháo 2, thoái 1. Cái thế trận Tây Thạng Quyền này là cái thế trận mà con pháo 2 thoái 1 này, uyên ương pháo này, đe dọa pháo 1, pháo 2 bình 8 đuổi xe. Đấy, các bạn lưu ý. Xe 2 tấn 6. Bởi nếu không đi nước cờ xe 2 tấn 6 này sẽ bị là pháo 2 bình 8 đuổi xe, sau đó bên họ người ta phát triển cây rất là mạnh. Bắt xe. Xe 2 bình 3. Đá pháo vào. Với ý đồ là pháo 8 bình 7 bắt ngựa và bắt tượng, thưa các bạn. Xe 3 lại bình 2. Vật, trong trường hợp là vật nhé mọi người nhé, đừng sợ vật, ăn. Vật xa. Đến đây ăn ngựa luôn không hay này, đi nước cờ này mới cao này. Chuyển pháo sang bắt ngựa, dọa vật chiếu, mã quỳ, ăn xe. Trong trường hợp xe 9 bình 8 bắt pháo, tại làm sao? Tại vì con pháo 2 chuẩn bị tấn 5 chiếu tướng, cho nên xe 9 bình 8 gần như nước bắt buộc. Giật xe về giữ pháo, nước tiếp theo có thủ đoạn đó là pháo 5 bình 2. Bàn cờ này bên xanh bị mã yếu, con pháo bị lạc, rất dễ bị công kích. Về sau có thể xe 9 tấn 2, buộc pháo 3 tấn 1, xe 9 lại thoái 1, buộc pháo 3, thoái 1, chuyển xe sang. Rất mạnh, khả năng bên xanh sẽ vỡ cờ ngay, thưa các bạn. Đó là trong trường hợp mà pháo 8 tấn 2. Và ở trong ván cờ này thì Mạnh Phồn Duệ chọn phương án khác, ngũ lục pháo, pháo 8 bình 6. Xe 1 bình 2, mã 8 tấn 7 ra cây như bình thường. Pháo 2 bình 1 mở mặt xe, binh 7 tấn 1 và pháo 1, thoái 1 vẫn với ý đồ đó là chuyển pháo 1 bình 8 đuổi xe. Đến đây có nước cờ rất hay của ngũ lục pháo này các bạn này. Pháo 6, tấn 6, ngăn đàn cả lại, không cho pháo 1 bình 8 bắt xe, các bạn lưu ý. Trong trường hợp này nếu sai lầm đi xe tấn 1, ăn là sẽ rất là lép, rất là nặng. Nếu như ăn xe ra, nếu ăn xe ra thì xe 9 bình 8 bên đỏ cây cối rất thông thoáng.
Nếu ăn mã về, vật pháo lên đầu chiếu tướng. Bàn cờ này bên xanh sẽ rất khó chơi, thưa các bạn. Đó là lý do mà bên họ không thể đi xa thần một được. Mã quy. Xe 9. Tấn 1. Giật pháo về, ý đồ là gì ạ? Ý đồ là mã 8 tấn 6 đuổi xe. Tiếp tục ấn xe 2 tấn 1. Chuyển xe sang, tại sao phải cướp khẩu? Nếu không cướp khẩu thì bên đỏ sẽ chạy xe sang và tấn công vào con mã quỷ này, rất khó đi. Đấu xe ăn. Ăn đang bắt mã quỷ. Và xe 2 tấn 4, các bạn ở để ý thấy ở trong hình cờ này bên đỏ sẽ có bên đen sẽ có điểm yếu là con tượng này, không chạy đi đâu được cả, thưa các bạn. Bộ trung pháo này của bên đỏ rất là mạnh và chúng ta hãy xem đến cái thời điểm này khi đã có ưu thế thì mạnh phồn duệ sẽ khuếch đại ưu thế như thế nào. Anh chàng này tài không đợi tuổi, là một trong những kỳ thủ công phá, công sát hay nhất thời điểm hiện tại. Và anh được đánh giá là trong giới trẻ sẽ là người kế vị Vương Thiên Nhất ở tương lai. Xe 4 tấn lên bát tượng. Xe 2 bình 4 chém chiếu, vòng ngựa về, lại chạy xe sang bắt ngựa. Và đến đây thì không để vật pháo sang ngựa. Vật pháo sang ngựa là tượng ăn xe lên, cho nên buộc phải chạy xe ra bắt ngựa. Ăn về, ăn chọc xuống bắt ngựa và bỏ ngay, thưa các bạn. Không chạy ngựa, bút chiếu tướng. Trong trường hợp lên tượng là thua nhá, lên tượng giật xe về rồi ăn xe vào tượng này là cẩn cờ là chắc chắn thua mọi người này, cho nên buộc phải chạy con ngựa này. Mã 5 tấn 3 giật pháo trống và ăn ngựa mạnh phồn duệ, bỏ ngựa ngay. Các bạn nhìn thấy ở trong hình cờ này bên đỏ có pháo trống, có xe ở lộ cửu, sẵn sàng bỏ ngựa để lấy thế công. Bên xanh mặc dù hơn một cây nhưng mà cây cuối dường như là không có đường vào. Một nước cờ bỏ cây có thể nói là rất liều lĩnh, tuy nhiên là đáng khen và rất chính xác đến từ mạnh phồn duệ. Bòi bà tấn 5 ngăn không cho xe ăn con ngựa còn lại, chuyển xe vào, giật xe về bắt ngựa, đang dọa vỗ chiếu và bắt ngựa, chém ngựa, buộc phải giật xe về bắt pháo. Pháo 5 phái 1 lúc nào cũng dập dòm cái nước chuyển xe này vào bắt pháo và chém ngựa chiếu rút, cho nên là buộc danh thủ Lưu Tông Trạch phải chống đỡ. Chỗ này là rất khó khăn rồi. Vòng ngựa về trốn, lên sĩ củng cố hình cờ, tướng 5 tấn 1 tránh chiếu rút và bình 3 tấn 1. Các bạn thấy mở một đường ngựa, mở tốt 3 lên để lao ngựa lên tấn công, sử dụng xe phá mã để bắt tướng. Ngựa cờ đã được lập trình sẵn ở trong cái đầu óc của mạnh phồn duệ, kỳ thủ rất trẻ, khuôn mặt búng ra sữa luôn. Treo mã biên, ăn sĩ, phóng pháo 8 tấn 3. Ở trong trường hợp này thì rất nhiều người hỏi tôi là nếu như đi mã 3 tấn 4 thì sao? Chúng ta hãy thử tìm xem. Cái nước cờ này, nước cờ anh chạch tấn pháo lên để giữ đây. Vừa là ngăn không cho xe giật về bắt tốt, vừa là giữ, chờ đợi đối phương sai lầm. Nếu như đi mã 3 tấn 4 thì sẽ là nước cờ pháo 8 tấn 2. Và nếu lao ngựa chiếu thì quật pháo vào. Bên này sẽ có xe mã khó khăn và bên đen sẽ có xe phá mã, như thế này thì đường tấn công của bên đỏ sẽ rất là khó khăn. Do vậy là mạnh phồn duệ đi nước cờ cực cao, thí tốt lần thứ nhất. Các bạn hãy xem hình cờ này, đầu tiên là phế con ngựa, về sau thí có tốt lần thứ nhất và về sau lại còn nước thí tốt lần thứ hai nữa, phế song binh ở một con ngựa để bắt tướng, rất dã man dành cho mạnh phồn duệ. Binh 3 tấn 1 ăn, buộc phải ăn. Nếu không ăn con binh 3 này cứ tiến xuống hoặc là nó đá vào là sẽ thua này mọi người này. Binh 3, binh 4 này đá vào dọa chiếu bắt xe này, buộc phải ăn, nước cờ bắt buộc. Và bây giờ mới là mã 3 tấn 4. Và nước cờ chạy, không thể la mã chiếu được, nếu la mã chiếu bị quật pháo vào chết cây ngay, cây pháo vào mặt, lại chạy ăn nốt con sĩ còn lại. Như vậy là với việc kém một ngựa, tuy nhiên mạnh phồn duệ đã ăn được hai sĩ và một tượng của đối phương và nhăm nhe bắt chết con tượng này, rất khó khăn dành cho danh thủ giang hồ A Trạch, một cái tên tuổi rất quen thuộc đối với chúng ta. Các bạn lưu ý là A Trạch ở trong cái giải chào mừng
nút bạc của kênh YouTube của Thăng Long Kỳ Đạo vào năm ngoái là Lưu Tông Trạch đã là người giành ngôi vô địch khi mà vượt qua hàng loạt danh thủ như Nguyễn Thành Bảo và Lại Lưu Huynh. Đi binh 1 tấn 1, lao ngựa tới, lao mã bắt pháo, tiếp tục là một nước khí tốt rất tay đến từ Mạnh Phùn Duệ. Binh 7 tấn 1, các bạn thấy nước thì tốt kinh khủng. Đầu tiên thì binh 3 để xe ăn sang để lao ngựa lên. Đến lúc lao ngựa lên được rồi, tiếp tục thí binh 7 để không cho con mã bắt cái con pháo này. Đấy. Binh 3 tấn 1 giật xe chiếu và kê pháo vào mặt. Không thể ăn pháo được, ăn pháo là bị xe ăn ngựa ngay, các bạn chú ý. Đang dọa nước cờ, ném ngựa chiếu, rất nguy hiểm. Và xe cũng đang bắt pháo. Trong trường hợp không chạy con pháo này, ném ngựa chiếu, kê pháo vào, ném ngựa chiếu tiếp rồi ăn con pháo này, bàn cờ bên xanh chắc chắn thua. Buộc phải pháo 1 tấn 2. Cứ ném chiếu, buộc phải kê pháo vào. Tiếp tục lượng chiếu, buộc phải xuất ra, không còn nước đi nào khác. Những nước cờ ép buộc phải đi vô cùng tàn độc đến từ ma đầu Mạnh Phồn Duệ. Xuất tướng ra, tiếp tục kê pháo vào mặt. Đâm pháo xuống chỗ này quá khó khăn và cận giờ rồi. Anh Trạch đang có mưu đồ là chiếu rút cây của đối phương. Kệ, đâm chiếu thượng. Thoái ngựa về chiếu, buộc phải kê xe vào. Đòn phối hợp kinh khủng. Liên hoàn cước và giật pháo về. Có pháo lấy cắt và chuẩn bị dùng xe pháo mã để bắt tướng. Chỗ này anh Trạch vô cùng lô cuống rồi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi. Mặt nhăn nhó rồi. Và anh ta quyết định tiếp tục lao lên tấn công. Chỉ chết khi không còn sống. Một lối cờ rất Lưu Tông Trạch, cực kỳ giang hồ. Mã 2 tấn 3 không còn đi được cây nào cả. Và giật xe 6 thoái 1 xuống tướng. Tiếp tục giật xe về bắt pháo. Buộc phải giật pháo về 1. Và chúng ta hãy xem xe đi đòn đến từ Mạnh Phồn Duệ. Đang chiếu tướng bằng pháo, kê pháo vào, không để chạy xe đi được. Chạy xe đi bị kê xe vào mặt cục ngay, đúng không ạ? Đâm chiếu buộc phải thượng, giật chiếu lại phải thượng, lại phải xuống. Và các bạn xem hai đương giật chiếu. Tại sao phải đâm chiếu giật chiếu? Đâm chiếu giật chiếu để cắt cái mắt tượng này. Và cuối cùng là một đòn vô cùng tàn độc. Mã 3 thoái 5 chiếu tướng bắt xe. Được các bạn. Ở đến đây thì sau ngồi suy nghĩ thì anh Trạch đã quyết định buông cờ. Chỉ còn duy nhất nước vào tướng thôi. Và Mạnh Phồn Duệ đương nhiên ăn xe của đối phương với hình cờ này thì đương nhiên là không thể đỡ được rồi, đúng không ạ? Và thua trận này thì Nguyễn Thành Bảo của chúng ta cũng thua kỳ thủ trẻ Vương Văn Bác của Kinh Ký. Và giải giáp cấp liên tái với 8 vòng giai đoạn đầu tiên đã kết thúc, các kỳ thủ sẽ nghỉ ngơi. Hai kỳ thủ Lại Lưu Huynh và Nguyễn Thành Bảo của chúng ta sẽ về để chuẩn bị cho những giải đấu tới. Tâm điểm là tháng 8 là giải vô địch đồng đội châu Á và tháng 9 là ASEAN. Và giai đoạn 2 của giải giáp cấp liên tái khi nào bắt đầu thì các anh sẽ lại tiếp tục quay trở lại và thi đấu. Và thông tin về giải đấu thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn sau. Vâng, và bây giờ thì tôi xin cung cấp sơ bộ về xếp hạng của giải đấu để cho các bạn nắm được. Một số bạn chưa theo dõi được, nhân tiện mình cung cấp luôn. Bảng xếp hạng sau vòng 8, Hàng Châu 13 điểm đứng đầu, Hàng Châu của Vương Tiến Nhất và Lại Lưu Huynh, Kinh Ký của Mạnh Phồn Duệ và Tưởng Xuyên 11 điểm, Tứ Xuyên của Mạnh Thần 11 điểm, Hà Nam 10 điểm, Thâm Quyến 19 điểm, Hạ Môn 8 điểm, Chiết Giang 2 của anh Bảo và anh Trạch đang đội sổ với 2 điểm. Xếp hạng xạ thủ Vương Tiến Nhất 8 trận toàn thắng 16 điểm, Uông Dương sau bàn thắng trước Lại Lưu Huynh đã lên thứ nhì, thứ ba là Tào Nham Dỗi, Tưởng Xuyên, Mạnh Phồn Duệ đứng thứ 5 với 12 điểm. Trình Minh cũng có phong độ rất cao với 12 điểm. Triệu Phan Vĩ Tứ Xuyên 12 điểm. Triệu Hoa Âm 10 điểm và Lại Lưu Huynh của chúng ta đang sánh vai với các kỳ vương của Trung Quốc. Đó là Triệu Hoa Âm và Bạch Miêu Tôn Dung Trinh cùng với 10 điểm. Phía sau là Hà Văn Chiết và Cung Phu Panda Triệu Kim Thành. Một giải đấu vô cùng hấp dẫn với sự tham gia của những kỳ thủ hàng đầu của chúng ta. Lại Lưu Huynh đang thi đấu cực kỳ thành công. Sau đó là Nguyễn Thành Bảo đã có 4 điểm với 2 bàn thắng và 5 bàn thua. Và
Chắc chắn rằng với thời gian sắp tới thì anh Bảo sẽ quay trở lại với phong độ tốt hơn. Rất mong là như vậy. Vâng, và rất mong quý khán giả cho một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Chương trình review ván đấu sẽ tiếp tục quay trở lại với những ván đấu đỉnh cao nhất của Trung Quốc và Việt Nam. Một lần nữa xin được cảm ơn các nhà tài trợ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tới.